kính chào quý khán thính giả, trong video hôm nay thì chúng ta sẽ không học tiếng Anh mà Mr. Định sẽ chia sẻ một cách để quý khán thính giả có thể xem các video giảng dạy tiếng Anh của Mr. Định trên kênh YouTube được dễ dàng hơn và không bị khó chịu. Trong thời gian vừa qua, Mr. Định nhận được rất nhiều những phản hồi của quý khán thính giả rằng sau trên màn hình bài học lại có những dòng phụ đề chạy gây mất thời gian tập trung vào nội dung chính hay mất đi những phần chữ hay, những câu hay, những từ vựng quan trọng trong bài học do những dòng chữ phụ đề này. Xin thưa với quý khán thính giả rằng, trong quá trình làm video thì Mr. Định không có chèn bất kỳ một dòng chữ nào mang phụ đề vào trong bài học. Phần này là do tính năng phụ đề ở trên YouTube, một chế độ tự động giúp quý khán thính giả có thể xem phim nước ngoài và tự động dịch sang tiếng Việt. Ở đây quý khán thính giả có thể thấy phần tiếng Việt nó không ăn khớp với những lời hướng dẫn của Mr. Định trong bài học. Vậy thì làm thế nào để có thể tắt được những cái dòng phụ đề này? Việc này vô cùng đơn giản. Nếu quý khán thính giả xem trên máy tính hoặc laptop, máy tính sách tay thì hãy làm như sau. Ở trên màn hình máy tính trong phần xem video trên YouTube, ở góc dưới bên phải có biểu tượng phụ đề, viết tắt là chữ C. Quý khán thính giả hãy trỏ chuột vào đó, click thì lập tức các dòng phụ đề trên màn hình sẽ bị mất đi. Quý khán thính giả hãy nhớ ở góc dưới bên phải màn hình xem, quý khán thính giả thấy biểu tượng phụ đề YouTube được viết tắt là chữ C, quý khán thính giả hãy click vào và ngay sau đó thì các dòng phụ đề sẽ mất đi. Tiếp theo, nếu quý khán thính giả xem trên điện thoại thì ở góc trên bên phải của màn hình điện thoại có 3 dấu chấm theo hàng thẳng đứng. Bên cạnh biểu tượng của phụ đề của YouTube trên điện thoại, quý khán thính giả hãy ấn tay vào thì lập tức các dòng phụ đề sẽ mất đi. Như vậy Mr. Định vừa chia sẻ cách tắt phụ đề khi xem các bài giảng tiếng Anh của Mr. Định trên YouTube. Hy vọng quý khán thính giả sẽ thấy video này bổ ích. Thank you for watching and goodbye.